Hướng dẫn cày AK-47 chỉ trong 5 phút mà các bờ rồ không muốn cho các bạn biết. Trước tiên mọi người phải mang cho mình cái kỹ năng nhân vật của con này gì. Còn để làm gì thì từ từ anh em sẽ biết nha. Và còn một thứ nữa rất quan trọng đó là anh em phải có cho mình một cái skin súng. Đặc biệt là nếu mà súng level 7 thì càng tốt nhá. Vì những khẩu súng này có nội tại đục keo nên là lên tới server toàn dùng AK-6, AK-7 không à. Vì nó có nội tại rất mạnh và cũng là khẩu năng cấp súng đầu tiên của Free Fire. Nói nãy giờ chắc các bạn cũng hiểu rồi, bây giờ bộ trận thôi nào. Mọi người đi tìm cho mình 3 khẩu AK nhé. Mới vừa đáp dù xuống tôi đã hạ được một tên địch và lấy được khẩu AK rồi các bạn ạ. Việc cuối cùng còn lại là dùng số xu này để mua AK nữa thôi, hết là xong rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được 3 khẩu. Bây giờ mọi người vứt cây súng này ra. Sau đó các bạn hãy lấy một cây súng bất kỳ và đặt một quả keo ra cho mình nhé. Nhân vật Nari lúc này sẽ phát huy tác dụng. Nari sẽ làm keo trâu hơn và nội tại của AK sẽ đục liên tục. Anh em đục cho đến khi nào mỏi tay thôi nhé. Thì đây là lỗi mà anh gà vẫn chưa fit. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình để xem thành quả nha. Do ở đây mình đục ít nên là chỉ cộng 60